Nguyễn Bác Tâm Lũng, Nguyễn Phương Hà. Sinh năm mấy? Sinh năm 1971. Sinh năm 1971. 71? Dạ. Sinh tại đâu? Dạ, anh quen Nguyễn Phương Hà. Nghe nghiệp bị cáo làm gì? Dạ, là cảnh sát công an của tỉnh Nghệ An. Trình độ học của anh học lớp mấy rồi? Dạ, 12 trên 12.